Cô chào các con. Ở lớp 6, các con đã được học nhiều bài thơ hay và ý nghĩa. Trong đó có những bài thơ được làm theo thể thơ 4 chữ hoặc 5 chữ. Vậy, để làm thơ 4 chữ hay 5 chữ thì chúng ta cần những phương pháp nào? Buổi học trực tuyến hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con nhé. Đầu tiên, các con nghe cô đọc khổ thơ sau nhé. Chú bé lót chót, cái xác xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Đây là một khổ thơ trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu. Vậy, để làm được thơ 4 chữ, chúng ta cần có những yêu cầu sau. Phần thứ nhất, đặc điểm của thơ 4 chữ. Thơ 4 chữ thường có nhiều dòng, và mỗi dòng như vậy cần phải có 4 chữ. Bên cạnh đó, thơ 4 chữ thường ngắt nhịp 2, 2. Đặc biệt, thơ 4 chữ rất thích hợp với lối tả và kể. Các con biết không, ngoài ra thơ 4 chữ có cách gieo vần như sau. Thứ nhất là vần lưng. Vần lưng tức là vần thơ được gieo giữa dòng. Thứ hai là vần chân. Vần chân được gieo ở cuối dòng thơ. Và thứ ba là vần liền, tức là gieo vần liên tiếp ở cuối dòng thơ. Bây giờ chúng ta cùng bước vào phần thực hành. Trước khi các con làm bài thơ của mình, cô có một bài thơ tặng mẹ cách đây 39 năm. Cô đọc cho các con nghe. Đêm nào cũng thế, mẹ chẳng ngủ đâu, thức suốt canh thâu, soạn bài chấm điểm. Bao lần tỉnh dậy, vẫn thấy mẹ ngồi. Đêm đã khuya rồi, sao mẹ không ngủ? Ngọn đèn dầu nhỏ, in bóng mẹ hiền. Bao đêm như thế, con nhìn đã quen. Năm tháng trôi qua, mẹ gầy nhiều quá, thương mẹ vất vả, vì lớp, vì trường, vì con, vì em, vì ba nữa đấy. Ôi thương biết mấy, mẹ của chúng con. Bài thơ này có tựa đề là Thương Mẹ. Các con thân mến, tiết học trực tuyến tập làm thơ 4 chữ đến đây đã kết thúc. Cô chúc các con làm được bài thơ thật hay và giàu cảm xúc nhé. Cô chào các con.